Đây là cặp loa Bookshare model là Sharp C9. Cặp loa này có công suất là 80W trên cặp loa, tức là 40W một thùng. Trep là trep đơm, bass là 12cm. Đây em quay cần cái cặp loa cho các anh xem nha. Cặp loa này sử dụng tốt cho phòng 20-25m², dễ dàng phối ghép amply. Thì amply nào ghép cũng được, hiện tại em dùng amply tới cả trăm mấy chục watt vẫn ghép được đây. Thì các anh cứ vô tư thoải mái mua những cặp loa này về mình nghe cho phòng nhỏ tầm 20-25m². Em quay mặt sau cho các anh tham khảo nha. Sharp CX9. Em sorry, em nói bass 12 là sai, bass có 10 nha. Công suất là 40W một thùng, 80W trên cặp loa. Hình thức loa rất là đẹp, mặt trước mặt sau đều ok. Mình vừa nghe em một đoạn clip test qua tiếng hát Thanh Tuyền. Thì cặp loa này nghe nhạc vàng lẫn nhạc đen thì ok, em sẽ test thử nhạc nhạc trẻ cho các anh xem nha. Mình nghe nhạc trẻ đi. Các anh đợi em chút xíu. Nhà anh không xa hoa, anh chẳng có tiền thoải mái tiêu pha, nhưng nơi em cần dẫu có bao xa, anh sẽ là người, là một người mà bên em cần em mà say cùng đi khắp nơi, một loài hoa đang sáng trong nắng mai. Ngày và tháng đêm đêm chỉ có tiếng cười mà ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, không cần lo lắng chi trên ngoài kia ai và ai yêu cứ yêu em mà chỉ muốn nói đôi lời từ trái tim này người ơi. Làm gì một lần mỗi em hơi rộn ràng niềm tin, vì anh đã cho yêu em rồi. Lời ngọt ngào từ em cô bé, nhận lời từ giờ người yêu anh nhé. Chỉ cần vậy thôi, và anh sẽ mãi yêu em trọn đời. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Ai nào mua cặp loa Sharp CX9 này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0931008099. Đó cũng là số Zalo bên em nha. Bên em sẽ chụp hình mặt trước, mặt sau cho các anh qua Zalo và chốt hàng cho các anh. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, giao hàng tặng nhà. Các anh vui lòng cọc trước để bên em lấy tiền cọc đó, rồi sau đó sẽ ship hàng nha. Không cọc là bên em ship không được. Các anh vui lòng thông cảm giúp em. Và cặp loa này có kích thước như sau: chiều cao là 28cm và chiều ngang của cả cặp loa là 32cm.